đây thì bán khá là nhiều gừng này, rồi rau cải, rồi củ cải kiểu của bác này. Đây thì bán rất là nhiều mặt hàng. Đây là quả gì ấy cô? Đây là quả gì ạ? Quả. Hả? Quả. Cháu không biết nghe tiếng Mông ạ. Cái là khoai sọ. Khoai sọ ạ? Khoai sọ. Khoai sọ hay khoai sọ? Các bác, đây là hết ăn ăn được này các bác. Đây thì rất là nhiều mà hàng là rau cải các kiểu các bác. Xin được chào mừng toàn thể quý vị cô bác đã tiếp tục quay trở lại với thước phim tiếp theo trên kênh. Cô bác thân mến, hiện tại cháu đang có mặt ở chợ phiên Cúc Bài của huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Bây giờ cháu sẽ dẫn cô bác đi tham quan ở cái chợ phiên của huyện Xín Mần này thì có những điểm gì đặc biệt nhé cô bác. Hiện tại thì chợ thì đang khá là đông rồi cô bác ạ. Và bây giờ cháu sẽ dẫn cô bác đi quan ở cái chợ phiên của những dân tộc thiểu số ở trên vùng cao này. Ở đây thì bán khá là nhiều gừng này, rồi rau cải, rồi củ cải kiểu của bác này. Ở đây thì bán rất là nhiều mặt hàng. Đây là quả gì ấy cô? Đây là quả gì ạ? Quả. Hả? Quả. Cháu không biết nghe tiếng Mông ạ. Cái là khoai sọ. Khoai sọ ạ? Khoai sọ. Khoai sọ hay khoai sọ? Các bác, đây là hết ăn ăn được này các bác. Đây thì rất là nhiều mặt hàng là rau cải các kiểu các bác. Đây thì cô bán cả. Đây là cô bán bao tiền một bó cô? 2.000 á? À 5.000, cho tưởng 2.000. Chào cảm ơn ạ. Bán rất là nhiều mặt hàng nông sản trên này của bác ạ. Ở đây thì chợ ở đây thì được hợp vào chủ nhật hàng tuần. Đây bán này của su su rất là tươi. Đây là đa số là người dân tộc Mông ở trên này thì bán khá là nhiều gừng này các bác đấy. Đây còn là gừng. Và bây giờ cháu sẽ dẫn các bác đi tham quan ở trong chợ phiên này. Đây, cô bác bán rất là nhiều mặt hàng nông sản ở trên Tây Bắc. Và nếu mà anh Nam nào để ý thì có câu là dâu trần em nhiều mặt hàng rất là tươi. Nhưng mà để anh ấy quên cả tiếng sáo, anh ấy quên được về nhà, bán cả rất là tuyệt vời. Và tôi có thể với việc thụ hưởng và cùng với dân và cùng với đó là sự vào cuộc rất là quyết liệt, hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến ở đây huyện, còn bán cả bánh chưng này cô bác ấy. Và chúng ta mong muốn rằng và chúng ta sẽ cùng nhau hướng đến một cuộc sống tốt hơn, đồng cùng vì các cửa nhiều lắm cô bác ạ, phát triển vì Hà Giang phát triển. Và ngay sau đây xin mời bà con chúng ta sẽ cùng hiện tại đi chợ cũng đông rồi cô bác ạ, bà con đã họp chợ đầy đủ rồi. Đây thì có cả măng măng trúc à? Ôi, đây là măng trúc à? Cái măng này thì cô bán bao tiền một bó? 10.000 ạ. À? À, dạ vâng, cháu cảm ơn nhé. Bên này thì cũng bán su su, bán rất là nhiều mặt hàng rất là tươi. Chợ phiên ở trên Tây Bắc này nó khá là đa dạng đấy cô bác. Là mặt hàng như cháu vừa quay
cả động đất. Đây là cười hôm qua vừa mới hái này, à, vừa hái thì hôm trước các bác. Rau được các bác ạ, trên này thì trên này thì bà con trồng rất là được trồng được rất là nhiều rau. Nhiều thứ độc lạ, đây là mặt hàng tạp hóa. Bài bán quả hồng không hạt ạ, rất là nhiều quả hồng rất là tươi này. Ăn được đi, nhảy đi, không ăn đâu, lấy rồi chắc cháu quay một tí nhé cô ơi. Hồng này thì cô bán cân bao tiền cô? 20 ạ. Cân 20 ạ? Đấy cô bác, và hồng này thì rất là tươi cô bác ạ. Hồng này là được vừa hái từ trên cây. Bên này thì bán cả lạc này, đây là lạc luộc. Đây là lạc luộc. Lạc này bán như thế nào cô? 5.000 một ống ạ. 5.000 một mới ạ. Bên này thì bán cả, đây là những cái đồ như này, thuốc rất nhiều. Được bán rất là nhiều mặt hàng độc lạ ở trên này. Bên này thì được bán hương của dân tộc. Hương này là dân tộc Nùng chuyên dùng các bác. Hương này thì bác bán bao tiền một bó ạ? 8.000 ạ. Đưa hương này thì được bán 8.000 một bó này các bác. Cháu cảm ơn nhé. Ở đây thì bán rất là nhiều mặt hàng. Còn đây là tiền. Tiền là đây là chợ trung tâm chính rồi các bác ạ, nên rất là đông.
bán rất là nhiều mặt hàng. Bây giờ cháu sẽ dẫn cô bác đi trong chợ xem là ở trong này nó có những gì nhé cô bác. Ở đây thì bán rất là nhiều gia vị như là mắm muối mì chính này. Bên này là giày dép, bán rất là nhiều mặt hàng đó cô bác, độc lạ vùng cao. Đây thì bán rất là nhiều mặt hàng lợn như là dép này. Rất là nhiều. Sẽ lên tầng trên. Cháu sẽ dẫn các bác lên tầng trên để xem trên này thì có những mặt hàng gì nhé các bác. Ở đây thì toàn bán là hàng đồ hàng quần áo thôi các bác ạ, không có gì. Đây đa số là toàn hàng quần áo. Tôi sẽ lên từng ba để xem à. Trên này thì bán toàn trang phục dân tộc Mông này. Cái này là điệu của người dân tộc Mông, bán đa số là cái Mông này rất là đẹp. Trên này thì đa số là vào chủ nhật hàng tuần thì mới mở đấy. Tầng ba này thì bán đa số là váy Mông với lại những sản phẩm giống này, hạt giống rau các kiểu này, là những thuốc phun, như là thuốc diệt cỏ các bạn. Bán hàng ở đây. Đây thì bán rất là nhiều loại mặt hàng. Đây là đồ thảo dược tự nhiên à.